Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2019, thứ năm tuần Bát Nhật Phục Sinh, trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát Phêrô và Gioan, toàn dân bỡ ngỡ chạy đến hai ngài đang ở hành lang gọi là hành lang Salomon. Thế vậy, Phêrô liền nói với dân chúng rằng: "Hỡi các người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó và nhìn chúng tôi như là chúng tôi dùng quyền năng hay lòng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được? Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Jacob, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, con của Ngài, đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-tô, trong khi Phi-la-tô xét là phải tha cho người. Anh em đã chối bỏ đấng thánh, đấng công chính và xin tha tên sát nhân cho anh em. Còn đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại. Điều đó chúng tôi xin làm chứng. Và vợ đã tin vào danh người, nên danh người đã làm cho kẻ mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Và lòng tin vào người chữa anh này hoàn toàn lành mạnh trước mặt hết thảy anh em. Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc Ngài dùng miệng các tiên tri mà báo trước rằng Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xóa bỏ, như thế để Thiên Chúa ban cho anh em thời kỳ thư thái và sai Đức Giêsu Kitô, đấng mà Chúa đã phán hứa cùng anh em trước, đấng phải về trời cho đến thời kỳ phục hồi vạn vật, như Chúa đã dùng miệng các thánh tiên tri Ngài mà phán từ ngàn xưa. Môi-se đã nói rằng: vì Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ cho xuất hiện giữa anh em các ngươi một tiên tri như ta. Các ngươi hãy nghe tất cả những điều Ngài sẽ nói với các ngươi. Vậy tất cả những ai không chịu nghe theo vị tiên tri đó thì sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng. Và tất cả các tiên tri từ Samuel và các vị kế tiếp đều đã nói và tiên báo về ngày này. Anh em là con cháu các tiên tri và con cháu của giao ước mà Chúa đã thiết lập với các tổ phụ chúng ta, khi Người phán cùng Abraham rằng: chính hơi dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Chính vì anh em trước tiên mà Thiên Chúa đã cho con của Ngài xuất hiện và sai đi chúc phúc cho anh em để mỗi người từ bỏ tội ác. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, la lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, la lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Nhân loại là chi mà Chúa để ý chăm nom? Lạy Chúa chúng con, la lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Chúa dựng nên con người kèm thiên thần một chu. Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang. Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo. Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. Lạy Chúa chúng con, la lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muôn thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biên khơi. Lạy Chúa chúng con, la lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Alleluia, Alleluia. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con, này thầy đây, đừng sợ." Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: "Đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách tiên tri và thánh vịnh." Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: "Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lời Chúa là ánh sáng. Đức Giêsu bảo: "Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh." Luca chương 1 câu 30 đến 32. Suy niệm. Đối với các môn đệ, những gì xảy ra cho Đức Giêsu tưởng như là bất ngờ, ngoài ý muốn. Thực ra những điều ấy Ngài đã tiên báo và chờ ứng nghiệm nơi chính Ngài. Vì thế, để giúp các môn đệ nuốt trôi cuộc khổ nạn quá khó hiểu của Ngài, Đức Giêsu bắt đầu bằng việc giải thích kinh thánh cho hai môn đệ trên đường Emmaus. Luca chương 24 câu 23. Và giờ đây cho nhóm 11 và các bạn hữu. Luca chương 24 câu 33 đến 45. Kể cả khi hứa ban Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu cũng cho biết nhiệm vụ của Thánh Thần ấy là lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em. Gioan chương 16 câu 15. Vậy, kinh thánh chính là chìa khóa giúp người môn đệ khai thông bế tắc, hầu có thể đón nhận những vấn đề khó hiểu đang xảy ra. Quả thật, lời Chúa là ngọn đèn soi cho ta bước, là ánh sáng chỉ đường ta đi. Thánh vịnh 119, 105. Mời bạn, giáo hội đang trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn do các cáo buộc liên quan đến hàng giáo sĩ. Liệu rằng câu kinh thánh Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại có giúp ta vững vàng khi đối diện với những gì đang xảy ra không? Sống lời Chúa, dành ít 5 phút mỗi ngày để đọc và suy gẫm lời Chúa. Cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và an bài mọi sự, tất cả xảy ra đều không ngoài ý muốn. Xin cho chúng con tâm hồn biết lắng nghe, để nhờ ánh sáng lời Chúa chúng con có thể thấu hiểu được thánh ý, hầu dễ dàng đáp lời xin vâng. Amen. Trích 5 phút suy niệm lời Chúa hằng ngày. Sư tử có đôi cánh. Khách du lịch đến thưởng ngoạn Venezia, một thành phố mơ mộng nằm trên sông nước và được làm tăng thêm vẻ đẹp bằng những công trình kiến trúc độc đáo cũng như bằng những tác phẩm nghệ thuật thời danh. Nằm ở mạn đông bắc Italia, không thể bỏ qua công trường Marco, công trình mang tên của vị thánh bổn mạng của thành phố Venezia và cũng là vị thánh giáo hội mừng kính hôm nay. Trên con đường tiến gần đến công trường Marco, du khách nhìn thấy một con sư tử có đôi cánh đứng sừng sững trên một ngọn tháp cao. Hình sư tử này nhắc đến sự nghiệp viết sách phúc âm đầu tiên của thánh Marco, như chứng từ của sử gia Papias sinh sống vào cuối thế kỷ thứ 2 viết như sau: Marco,
người thông ngôn của Pharaoh, đã viết ra đúng những gì nhớ được, tuy không theo thứ tự về những điều Đức Kitô đã nói và đã làm. Marco không trực tiếp nghe Chúa giảng, cũng không phải là môn đệ của Ngài, nhưng ông đã thắc tùng Pharaoh, người đã giảng dạy theo những gì ông cảm thấy cần thiết, chứ không phải chủ tâm thuật lại lời Chúa một cách có hệ thống. Marco là người thông ngôn và lãnh trách nhiệm chép lại những lời Pharaoh giảng. Vì thế, không lạ gì ở cuối bức thư thứ nhất, Pharaoh gọi ông là Marco, người con của tôi. Ngoài sự gần gũi với thánh Pharaoh, Marco cũng tiếp xúc lân cận với Phaolô, bắt đầu vào lần gặp gỡ đầu tiên vào năm 44, khi Phaolô và Barnaba đưa về Jerusalem rốt tiền cộng đoàn Antiochia quyên được để trợ giúp cộng đoàn mẹ. Khi trở về, Barnaba đem theo Marco là cháu của ông. Sau đó, trong khi đồng hành với Phaolô và Barnaba để hoạt động truyền giáo ở đảo Cyprus, vì một sự bất đồng ý kiến nào đó, Marco đã bỏ về Jerusalem. Vì lý do này, trong chuyến truyền giáo thứ hai, Phaolô đã nhất quyết không cho Marco theo, mặc dù Barnaba tha thiết yêu cầu. Sự kiện này đã gây đổ vỡ đến sự cộng tác giữa Phaolô và Barnaba. Nhưng trong những ngày cuối đời, khi chờ đợi ngày hành quyết, Phaolô đã viết thư nhắn với Timôthê: "Hãy đem cả Marco đến nữa, vì tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy lắm." Bạn bè người ta muốn gặp trong những ngày cuối đời phải là những người đồng sinh đồng tử. Những chi tiết khác nhau đó của cuộc đời của thánh Marco không lấy gì làm chắc. Có tài liệu cho là thánh nhân chết tự nhiên, tài liệu khác lại cho là thánh nhân được phúc tử đạo. Vương cung thánh đường tại công trường Marco ở Venezia tự hào là còn giữ lại hài cốt của Ngài. Trong cuộc sống, Marco đã chu toàn bổn phận mà mọi người Kitô được kêu gọi phải thực thi, đó là rao giảng tin mừng và làm chứng về Đức Kitô. Marco đã thực hiện công việc này đặc biệt qua công tác viết sách phúc âm. Những người Kitô khác qua kịch nghệ, âm nhạc, thơ phú hay qua việc dạy đạo cho con em quanh bàn ăn của gia đình, hoặc qua cuộc sống chứng tán trong những sinh hoạt và nếp sống hàng ngày. Bài trích sách lẽ sống.